Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Hôm nay, HD Radio chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một dòng loa của Mỹ, một mẫu loa đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, một mẫu loa karaoke cực chất, đó là AKP-13. Mẫu loa có công suất lớn, sức mạnh vô cùng ấn tượng. Mẫu loa này có thể chơi trong không gian từ 30 đến 40 mét vuông, phù hợp với karaoke, phòng hội trường lớn. Nếu các bạn đang tìm kiếm một mẫu loa cao cấp, giá cả phải chăng, thì AKP-13 sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó của các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng tôi tìm hiểu sâu hơn về mẫu loa này nhé. AKP-13 là dòng loa toàn giải hai đường tiếng, công suất lớn với loa bass 13,5 inch cùng tép kèn 1,75 inch. Loa có chất âm vô cùng chắc chắn, uy lực và thanh thoát. Mặt trước của loa được thiết kế phẳng nhưng chắc chắn, màu đen thanh lịch và sang trọng. AKP-13 sẽ mang tới cho các bạn nhiều điều thú vị và bất ngờ mới. AKP-13 là dòng loa toàn giải hai đường tiếng, công suất lớn, loa có chất âm vô cùng chắc chắn, uy lực và thanh thoát. Logo AAP được đính ở giữa, nhỏ gọn và tinh tế, thể hiện thương hiệu sản phẩm được gắn trên lớp e căng bằng thép sơn đen vô cùng chắc chắn. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua một chút về ngoại hình của loa AKP-13 nhé. Với màu đen chủ đạo, thùng gỗ cao cấp, sơn sần tinh tế, cùng thương hiệu Lambert in chìm trên thùng loa. Mặt trước của loa được thiết kế phẳng nhưng chắc chắn, màu đen thanh lịch và sang trọng. AKP-13 sẽ mang tới cho bạn nhiều bất ngờ mới. Ở hai bên hông, thương hiệu được in chìm vào thùng loa cùng với các bu lông để bắt giá treo loa. Với AKP-13, bạn có thể treo theo nhiều hướng khác nhau trong căn phòng vì các mặt đều có thể bắt giá treo loa. Mặt sau của loa bao gồm hai lỗ cộng hưởng âm lớn, cùng với đó là hai đầu cắm niu trích chuyên nghiệp, mẫu đen sản phẩm và công suất đầu vào của loa. Bây giờ tôi cùng các bạn sẽ trải nghiệm trên đôi loa AKP-13 này. Để khai thác hết những điểm mạnh của đôi loa này, các bạn nên sử dụng những cục đẩy công suất có công suất lớn như AAP, Zika Audio, Wafadan. Và tôi sẽ kết hợp cùng bộ sản phẩm Wafadan 4120 với công suất 1200W trên 1CH và Vanker Zia TF6 cùng micro Zika Audio B8 cùng với đầu phát Halet 1TB. Xin mời các bạn. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quên khắp nơi xa. Chiều đan tay nhìn nắng chân trời, nắng hôn nhẹ làm hồng hôn nhẹ. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp mơ. Một sáng nào nhớ không quên. Ngày chủ nhật ngày của riêng mình, thành phố luôn nằm nề khói. AKP-13. Hãy like video của chúng tôi nếu các bạn cảm thấy hữu ích. Đăng ký và bấm chuông ở phần bên dưới để theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của HD Radio. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, hãy comment ở phần bên dưới để chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn. Địa chỉ liên hệ của chúng tôi: 77B Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và 9496 Trần Quý, phường 6, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 1900 2155. Website: hdradio.com.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.